ba tàu cá của ngư dân gặp nạn giữa mưa dông tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. May mắn, nhờ sự ứng cứu của cơ quan chức năng và người dân địa phương nên không có thiệt hại về người. Ngày 24 tháng 7, thông tin từ đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết đợt mưa dông khuya ngày 22 tháng 7 đã gây tai nạn cho ba tàu cá tại khu vực cửa biển Nhật Lệ. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 7, đơn vị nhận được thông tin tàu cá của ông Trần Viết Tình, trú xã Bảo Ninh và tàu cá của ông Nguyễn Ngọc Cường, trú phường Hải Thành, cùng hành nghề câu mực khi quay vào bờ cách cửa Nhật Lệ khoảng 500 m thì gặp mưa dông. Cả hai tàu cá bị sóng đánh, hất ông Tình và ông Cường rơi xuống biển, nhưng may mắn cả hai ngư dân đã tự bơi được vào bờ. Đến ngày 23 tháng 7, người dân cùng cơ quan chức năng đã tiếp cận đưa hai chiếc tàu vào bờ. Cũng trong đêm ngày 22 tháng 7, tàu cá do ông Phạm Ngư ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình làm thuyền trưởng cùng ba ngư dân neo cách cửa Nhật Lệ khoảng 800 m thì bị sóng đánh, đứt dây neo và trôi vào mắc cạn ở bờ biển thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh. Sau khi tiếp nhận các thông tin, đơn vị đã kịp thời động viên ngư dân, cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với gia đình, địa phương hỗ trợ ngư dân cứu kéo tàu cá, mang vật chất và trang thiết bị lên bờ. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã đến chùa để thắp hương và cầu nguyện, tỏ lòng thành kính sâu sắc với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim mỗi người Việt Nam. Ngày 23 tháng 7, tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, ngập tràn không khí trang nghiêm khi hơn 50 Phật tử tập trung trong chánh điện để làm lễ cầu siêu cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với lòng thành kính sâu sắc, người dân tỏ lòng tri ân trước di ảnh của Bác. Trước đó 2 ngày, chùa đã đặt bàn thờ tại khu nhà linh, mở cửa cho người dân và Phật tử tới viếng cố Tổng Bí thư. Lễ cầu siêu kéo dài hơn 1 giờ, diễn ra theo đúng nghi lễ Phật giáo, như một cách tri ân và bày tỏ lòng thành đối với những cống hiến không ngừng của Bác Trọng cho đất nước. Anh Trần Tuấn Luông, 34 tuổi, mang theo hoa và trái cây đến viếng Bác. Ông Hà Viết Cần, 70 tuổi cho biết, ông cảm thấy vô cùng kính trọng cuộc sống giản dị và các công việc của ông khi còn tại vị. Chị Nguyễn Thị Sương, 23 tuổi, không kìm được nỗi buồn khi hay tin, và dù không thể ra Hà Nội viếng, chị đã đến chùa để bày tỏ lòng thành kính. Tại chùa Thiên Châu ở thành phố Tân An, Long An, không khí cũng rất trang nghiêm với hàng trăm người dân đến thắp hương và cầu nguyện. Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chùa tổ chức tưởng niệm và tụng kinh cầu nguyện theo truyền thống Phật giáo. Khu vực tưởng niệm tại chùa Thiên Châu sẽ mở cửa đến hết quốc tang để người dân có thể đến thắp hương và tưởng niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi, để lại nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc tang vào ngày 25 và ngày 26 tháng 7. Sau đó, Bác Trọng sẽ được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Chiều ngày 23 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Hàng chục công dân nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm trưa tại một công ty ở khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, công nhân trong công ty sau khi ăn cơm trưa thì phát hiện nhiều người có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, các công nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú. Nhiều công nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú cho biết bữa ăn trưa gồm cơm với nhiều món mặn như thịt kho đậu hũ, sườn kho dứa, canh trâu. Các món ăn do đơn vị bên ngoài công ty cung cấp. Sau khi ăn cơm thì có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và hoa mắt. Sau đó, nhiều bộ phận có dấu hiệu tê như môi, miệng, lưỡi, mặt, tay và bụng. Thế vậy, đồng nghiệp đã đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú cấp cứu. Huyện Đồng Phú xác nhận có 63 công nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Trong đó, có 48 ca đang theo dõi và điều trị tại bệnh viện, 15 ca nhẹ hơn đã ổn và ra về. Hiện nay, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã chỉ đạo lực lượng y tế tập trung lực lượng, nỗ lực hồi sức cho các công nhân, đồng thời lực lượng công an vào cuộc xác minh nguyên nhân. Đây là vụ nghi ngộ độc đầu tiên trong 3 năm qua trên địa bàn. Ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, khiến 3 người tử vong. Hai nạn nhân nữ trong vụ việc có vết thương vùng đầu, nghi tử vong do chấn thương sọ não. Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 22 tháng 7, người dân phát hiện căn nhà tại ấp Trường Phú bốc cháy dữ dội. Mọi người hô hoán, dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó đến hiện trường và khống chế được hỏa hoạn. Qua khám nghiệm, công an phát hiện cửa ra vào căn nhà bằng sắt bị khóa bên trong và có 3 người tử vong trong phòng ngủ, gồm ông NTD sinh năm 1978, bà BTTT sinh năm 1980 và bà NTL sinh năm 1969.
ngoài các nạn nhân tử vong, nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Trên thi thể của ba nạn nhân có nhiều mảnh nhựa cháy xém, nồng nặc mùi xăng. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bà T và bà L có vết thương ở vùng đầu, nghi tử vong do chấn thương sọ não, ông D tử vong do bị bỏng. Một lãnh đạo công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vụ cháy trên có dấu hiệu án mạng, nghi do mâu thuẫn tình cảm. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực nhà xe của bệnh viện Thăng Hoa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam thiêu rụi hàng chục xe máy. Ngày 24 tháng 7, công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một bệnh viện trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, một số xe máy tại nhà xe nhân viên của bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đã bốc cháy dữ dội. Cột khói đen tỏa ra nghi ngút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan ra nhiều chiếc xe máy để cạnh nhau. Nhiều bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện thấy cột khói bao trùm nên hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài sân của bệnh viện. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã dập lửa và trình báo lực lượng công an phòng cháy chữa cháy. Sau khi tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Quảng Nam đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy dập lửa. Sau đó, đám cháy nhanh chóng được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 10 chiếc xe máy của cán bộ nhân viên bệnh viện, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng huyện Thăng Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy này. Sau va chạm nhẹ, cô ông 70 tuổi ở Đắk Lắk không làm chủ tay lái, điều khiển ô tô tông và kéo lê nữ nhân viên ngân hàng bị thương. Ngày 23 tháng 7, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khi ô tô do một cụ ông 70 tuổi điều khiển va chạm với một xe máy do một nữ nhân viên ngân hàng điều khiển. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 38 phút cùng ngày, tại đường Y Chúc, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, ông NJD, 70 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk, chạy ô tô dừng bên đường. Một lúc sau, ô tô của ông N chuyển hướng sang bên trái theo hướng di chuyển thì xảy ra va chạm với xe máy do chị NTH, 33 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển. Sau khi va chạm, chị H té xuống đường. Lúc này, ông N không làm chủ được tay lái, tiếp tục đi thẳng, cán qua người chị H, kéo lê chị H thêm một đoạn mới dừng lại. Ngay khi phát hiện vụ việc, hàng chục người dân đã chạy quanh cùng nâng ô tô lên để cứu nạn nhân từ cầm xe ra bên ngoài. Sau đó, chị H được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương sườn và đa chấn thương. Được biết, chị H là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nền đất sụt lún, một căn biệt thự của người dân mới xây bất ngờ đổ sập, hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng ngày 24 tháng 7, căn biệt thự của một hộ dân tại thôn Đồng Dở, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội bất ngờ bị đổ sập. Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 7 người đang ngủ, nghe thấy tiếng động và rung lắc, những người trong nhà hô hoán nhau bỏ chạy ra bên ngoài. May mắn, ngôi nhà bị trượt do đất đồi lở, chứ không phải đổ từ trên xuống, nên những người trong ngôi nhà kịp thoát ra ngoài. Được biết, khu vực xảy ra sự cố chỉ có vài hộ gia đình sinh sống từ lâu. Căn biệt thự mới được xây dựng cách đây hơn một năm, nhưng mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão khiến nền đất sụt lún đã kéo căn biệt thự đổ sập. Rạng sáng nay, thành phố Sơn La chìm trong cơn mưa lớn, nước từ nhiều nơi đổ về khiến một số tuyến đường ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như sông. Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La cho biết, mặc dù mưa đã ngớt và nước đang rút, nhiều khu vực trũng thấp và đường quốc lộ 6 vẫn bị ngập nghiêm trọng. Lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang thường trực tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng nước và bùn đất đã tràn vào nhiều nhà dân. Tại khu vực đường Trường Chinh, nước từ các khu vực cao dồn xuống khiến tuyến đường ngập sâu và nước chảy xiết. Tương tự, đường Trần Đăng Ninh và Chu Văn Thịnh cũng bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển qua lại. Nhiều nhà dân ven đường bị nước tràn vào và lực lượng chức năng đang túc trực để ngăn chặn phương tiện qua lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của bão số 2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa lớn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập lụt tại các khu đô thị trũng thấp. Cảnh báo mực nước lũ trên các sông có khả năng lên cao, đặc biệt tại các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và thượng lưu sông Thái Bình. Người dân cần tiếp tục cảnh giác và tuân thủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.